63530592. Nghe. Chim trong đó có một con chim hồng, chim cu gáy hồng các bạn nha. Bạn thân mến, đây là con chim cu gáy, mình lai tạo ra được màu hồng. Thì ở đây thì các bạn thấy đây là con chim hồng, này là con chim trống, đây là con chim, này là con chim mái. Rồi cái vườn chim của mình á, thì hiện bây giờ là muốn lai tạo ra nhiều cái màu sắc khác nhau của giống chim cu gáy. Thì về cơ bản thì cái gốc ở đây mình ở ngoài Bắc thì chim cu gáy miền Bắc. Các bạn thân mến, cơ sở chim Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin giới thiệu với cây quý các bạn một cặp chim, trong đó là có một con chim gọi là chim gáy hồng. Thì ở đây thì mình muốn lai ra loại hoa mơ, loại hồng. Loại hoa mơ, loại hồng để cho nó có tiếng gáy nhưng mà nó cũng có cái màu sắc khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Thì vườn đôi chim này là mình bắt ra, mình bón từ lúc còn 7 ngày và đến bây giờ là lông lá đầy đục và chúng cũng sẽ rất thuần. Các bạn có thể thấy đây, mình ví dụ mình cho ăn thì nó như này. Chim mà ỉa phân như này là chim đã gọi là vỡ bọng cứt xong. Thế thì con chim này là con chim hồng, nó vẫn giữ được cái tiếng gáy của chim lấy Bắc Bộ. Các bạn có thể thấy là màu của nó không phải là xám, không phải gì cả, nhưng mà nó là con chim đực. Các bạn có thể thấy là khi các bạn nuôi chim, các bạn lên vần chim như thế này để có được con chim thuần. Lúc nó đói các bạn nên tập diệt cho nó theo người, và nó các bạn nên sờ nó, nhâng nó để cho nó quen với hơi người. Khi nó trưởng thành thì nó ấp, nó đẻ và nó sẽ có cái thói quen dần dần. Thì các bạn có thể liên hệ với bên mình qua số điện thoại là 01 63 5305982 để được mua những con chim giống, con chim mộc hay con chim già hay đôi bố mẹ hay đôi non, đôi bón, đôi chỗ để được đúng ý của mình. Bên cơ sở mình có giao hàng toàn quốc, mình đã từng gửi vào Sài Gòn. Các bạn nhận chim ở bến ga Sài Gòn thì các bạn gửi tiền cho bên mình ở tại bến ga Sài Gòn. Chim chuyển được vào Sài Gòn á, thì mình
có người quen đi trên tàu, đi trên ô tô là sẽ cho ăn đầy đủ, và chim di chuyển trên đường thì cũng rất là khỏe. Sau 36 tiếng thì chim từ ngoài Bắc sẽ được chuyển vào trong miền Nam, nên là các bạn ở trong miền Nam cũng hết sức yên tâm, không không có vấn đề gì phải lo cả. Thì bên mình thì cái cơ chế là bên mình chim một dàn chim dàn chim chuyên đẻ trứng, chính vì thế nên là cái lượng chim non và chim cặp ra là cũng là rất là chuẩn, vì chim Pháp và chim Nhật mình cho ấp, và chim đây con này theo người này. Chim ta mình thì chim ta mình thì chuyên đẻ, cái công nghệ như vậy thì nó sẽ rất là an toàn. Thường là mình sẽ cho ấp 4 quả và nở 4 con, sau đó mình bắt ra 2 con mình bón bộ, hoặc là mình để cả 4 con, cả người nuôi lẫn chim mẹ đều bón hỗ trợ. Các bạn yên tâm là các bạn mua giống chim ở bên mình thì mình đã được chất lọc từ cái giọng chim, là giọng thổ, giọng rất là hay, nên đâm ra các bạn yên tâm là các bạn sẽ có được những con chim như mong muốn. Thì ở đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái màu chim. Thì mình cũng đã lai tạo ra cái con chim hoa mơ và con chim trắng, chim xám, rồi lông ngỗng màu xẻ màu phấn hồng, rồi chim nguyên bản thuần túy là chim gáy Bắc Bộ. Thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ có được những con chim theo như mong muốn. Đây là con chim hồng, để các bạn nhìn nó phớt hồng, càng lớn nó càng hồng, hồng lông hồng. Rồi thì hy vọng rằng các bạn có thể muốn tìm được những con chim mà mình mong muốn, các bạn có thể liên hệ cho bên mình. Bên mình giao hàng toàn quốc và uy tín, các bạn có thể nhận chim rồi mới trả tiền. Có một số khách hàng chuyển khoản cho mình trước một phần nào đấy hoặc chuyển đất. Thì hy vọng rằng các bạn muốn mua chim non về tự bón, hoặc là chim thuần thì các bạn liên hệ cho bên mình. Cơ sở bên mình tại thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0163 5305 982. Ôi. Huấn luyện con chim tí đã. Nó ra nắng cho nó sưởi. Nên cho chim uống nước dãi. Thứ nhất là chúng sẽ có cái thói quen đưa tay vào, sau này thì nó mà có bay ra thì mình đưa tay vào nó sẽ không bay, nó tưởng là cho ăn. Thứ hai là trong cái nước 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 dãi của mình thì gọi là nước bọt đấy, là cũng các bạn có thể là yên tâm là chúng sẽ có cái thói quen và cái vị đặc trưng, là chúng sẽ quen người. Nên nuôi ở giai đoạn tầm khoảng 10 ngày, chim cũng còn chưa tõe lông và múm múm thôi. Các bạn nuôi như thế thì nó sẽ quen người nhanh và nó quen người lâu. Để quá giai đoạn đấy nuôi nó cũng chỉ thuần, nó cũng chưa chắc nó theo người. Mình đã từng nuôi một con chim từ lúc còn mấy ngày tuổi, rất là nhỏ, do nó bị bão lật đổ, nhưng mà qua quá trình đấy mình đúc rút ra một kinh nghiệm này.
Nuôi càng nhỏ thì càng thuần. Con chim đấy các bạn hình dung như là để ngô trên tay chúng sẽ chỗ. Cho ra đây này. Cho ra là tập tập luyện, cho huấn luyện, cho nắng gió tự nhiên. Đây là con chim hồng, các bạn nhìn cho nó rõ. Với những khách hàng ở khu vực Hà Nội thì gần Mỹ Đình, Gia Lâm thì mình trong bán kính khoảng 10 cây thì bên mình hỗ trợ vận chuyển giao tận tay. Nếu mà các bạn ra tận bến xe các bạn lấy cũng tốt, vì hệ thống nhà xe là mình cũng đang làm ăn quen biết, họ cũng đã rất là uy tín, họ có thể là giao chim và nhận tiền giúp cho bên mình, sau đó họ sẽ chuyển khoản trả cho bên mình sau. Ở ngoài thiên nhiên thì cũng rất nhiều những cái chim, nhưng mà bây giờ con người rất là khôn ngoan, họ đánh bẫy rất là da diết, đâm ra là cái ý tưởng của mình sẽ bảo tồn cái giống chim cu gáy này làm sao nó không bị tuyệt chủng. Những cái con yên tâm là sẽ bảo tồn giống chim này đi, các bạn không nên nắm vào người con chim này vì nó lỗi lông, để cho nó hoạt động với cái chân nhiều cho nó khỏi bị yếu gân. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hy vọng các bạn sẽ like và đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Đây là những con chim non mà mình sẽ bán cho các bạn. Nó đã chuẩn bị biết bỗ rồi.